Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Và không ngờ ngươi cũng có năng lực hắc ám. Ơi, vừa đúng ý của ta. Đến đây đi, còn bản lĩnh gì thì sử dụng hết luôn đi. Không hay rồi, bọn nó đều đã trở lên cuồng bạo hơn rồi. Cô Đường Nguyệt yên tâm đi, em vẫn còn chịu đựng được. Sao thế, không đánh lại lên gọi người giúp đỡ hay sao? Người đây. Tên này lại biết sử dụng thủy hệ. Lại có thể làm cả đảo bị ngập. Mọi người có nhìn thấy Mạc Phàm hay chưa? Cậu ta bị sung đi đâu rồi? Yên tâm, anh ta không chết được đâu. Hơi. Tôi còn cho rằng hắn có thể đánh bại Tà Tình. Xem ra là không được lạc quan rồi. Tên đó quả thật rất mạnh. Nếu như không có tâm linh ma pháp trận võng, chúng ta cũng khó mà áp chế được đó rồi. Đợi nước rút đi, chúng ta sẽ khởi động lại lần nữa. Nhanh lên. Bên ngoài nhiều chim vô vũ như vậy, không biết Mục Bạch và cô Đường Nguyệt có còn có thể chịu được bao lâu. Cậu đừng thúc giục nữa. Là kẻ nào? Tôi là thẩm phán trưởng của hội thẩm phán Nam Hy Sơn, Chu Khởi. Hóa ra là người của hội thẩm phán. Tốt quá, bọn họ đến để giúp đỡ. Nhốt bọn họ lại. Đây là có ý gì? Các người hãy ngoan ngoãn ở im đây đi. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Trời sắp sáng rồi, mấy người các ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ. Những người khác theo tôi ra ngoài tìm Đường Nguyệt và cái tên Mạc Phàm. Muốn đi? Muộn rồi. Sấm sét. Không gian luật động, trọng lực. Nham biến, trọng lực chi tốc. Hừm, thu cánh. Ta sẽ không để cho ngươi bay đi đâu. Ngươi muốn đồng quy vu tận hay sao? Tính cách này lại mãnh liệt như vậy. Đáng ghét thật. Muốn đụng thì đụng, ta chết cũng không buông tay đâu.